Rồi đó xuống nữa các bạn, cuối tuần rồi nha. Mình quên nữa là mình có hàng mà mình quên show nha, chưa quay tại mình bận công việc á, thì cũng chiều rồi thì mình cũng rọc thùng tranh thủ vô đất vô phân cho cái em này nha các bạn. Cái em này là cây một giống ổi rất là đặc biệt, không đụng hàng ha, bên Cali mình mà mình order của anh Son Trần các bạn. Anh Son chuyên bán cây giống mà sỉ lẻ luôn ở bên Florida các bạn. Thì cái này là cái hàng mình sưu tầm ổi mà mình thiếu cái hàng độc lạ hiếm này. Đây là cây ổi Crystal Indonesian khoa và các bạn, ổi không hạt, đậu trái rất là sai chùm, kiểu như Thái Ruby không hạt, trái cũng giống tựa như Thái Ruby luôn mà ruột nó trắng thôi. Thì cái hàng này mình chưa có, giờ mình đã order ảnh thử một cây. Sau khi ảnh gửi cho mình vài trái ăn thử và có cho mình xem vài tấm hình ở vườn nhà cây của ảnh và cái trái của ảnh cắt ra thế nào, thì như trên màn hình đó các bạn, thì mình đã quyết định order một cây như thế này, là một cây ổi Crystal Indonesian Quava này là 275 đồng, là đã bao gồm phí ship. Thật ra là phí ship hơi bị cao tiền đó các bạn, tại vì cái thùng này các bạn thấy cái cây này mình không biết chậu mấy galon, chắc 10 galon, nhưng mà cái cây rất là lớn luôn mà mình ôm cái chậu này mình ôm không nổi luôn, thì tiền ship nó hơi cao. Thì mình không biết anh Son Trần thì rất là flexible, là uyển chuyển về giá cả tùy theo hình, tùy theo loại, cũng như là cái cây, ý mình nói là cái mẫu cây thế nào ha, các bạn chọn cái dáng, chọn form thế nào thì có thể điều đình giá cả rảnh thì mình không biết. Nhưng mà cái cây này thì 275 đồng bao ship, mình đã lựa cây và có trái trên cây luôn. Thì mình sẽ mở thùng ra cho các bạn xem nha các bạn. Thì mình thấy dịch vụ shipping của anh Son nó rất là chất lượng nha, thì cây đến là đúng thời gian nha, mà có cái gì thì anh sẽ giải quyết vấn đề cho mình thôi, bồi thường hay là cây gãy cây gì thì mình có thể nói chuyện với anh được rất là dễ dãi các bạn. Ảnh thì được có cái là cái dịch vụ shipping của anh là number one, là mình từng biết nha. Đó, cây cối của ảnh deal với nào giờ mà cây mà ship của ảnh là mình rất là hài lòng. Cây của ảnh mà gãy một vài nhánh mình nói thì những cái cây khác mình order sau thì ảnh bớt cho mình chút đỉnh các bạn. Thì cái điều đó rất là đáng hoan nghênh nha các bạn. Ít ai mà làm được cái điều như vậy. Ok, thì mình cũng xin phép rọc cái cây này ra, rọc thùng cây này ra, bóc tem thùng em này, review cho các bạn xem cái ổi ra sao nha. Cây tha về không còn chỗ đi luôn, thì mình chúng rọc thùng bớt cây này, trước hết phải tha mấy cái cây sồi này đem ra chỗ khác để, chứ nó hết chỗ đi luôn các bạn ơi. Tha cây nhiều quá mà chưa dọn dẹp nhìn nó hết chỗ đi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái thùng này ra cho các bạn xem nha. Mở thùng em nó ra, trước tiên là mình phải kiếm cái bọc để là cái gì đây, để nó lên. Ok, nghiêng cái thùng này xuống thôi cho nó xuống luôn, làm sao cho dễ dàng là làm bạn ơi. Ây da, kéo qua gà đây. Mình thấy ảnh ship rất là cẩn thận luôn, băng keo đồ thì bó là không tiết kiệm các bạn, bó như còn hơn là chặt hơn bó bánh tét nữa. Mỗi lần gỡ thùng là gỡ muốn chết luôn đó. Trời ơi trời, cứng quá, lâu rồi mình không có order cây của ảnh các bạn. Thì tới Noel New Year rồi, save some money rồi thì bán được số cây mà mình cũng có nhiều trong vườn rồi đó các bạn. Thì mua thêm những cái cây mà mới lạ lạ mình chưa có nha. Rồi xong gọt thùng khui tem đã xong rồi, bây giờ chỉ là gỡ nó ra thôi. Yeah, biết sao khiêng cây khiêng chậu nhiều quá đầu gối nhiều đau các bạn. Nên các bạn làm cây đừng có ráng mà bưng bê nhiều nha, mà quan trọng là giữ sức cho mình nó bền, chứ không phải là ráng hết sức rồi khiêng lần này rồi giờ đau nhức quá nằm luôn rồi không làm vườn được thì nó khổ các bạn ơi. Vũ nó xuống coi, công nhận ôi trời. Rồi đấy, bỏ cái thùng này sang một bên, bỏ thùng mình qua đây đi.
mình xử lý sao. Trời đất ơi, anh ship cái cây này luôn trong chậu quá. Trong chậu 10 galon các bạn ơi. Hèn chi nó nặng quá, khi muốn gãy luôn. Gãy lưng luôn. Ok. Lấy mấy cây trống này ra. Xem cho em nó đẹp đẽ thế nào. Thì anh bỏ cây trong chậu 10 galon mà đã được có cái là mùa đông này mình khỏi thay chậu nữa các bạn. Thì các bạn thấy á, cái giá ship hơi cao, thật ra 275 giờ không mắc bạn. Tiền shipping bây giờ cao các bạn ơi. Tại hình như anh nói với mình là mấy cái dịch vụ shipping á nó lên giá, với lại ship cái cây nó nặng quá thì giá tiền hơi cao. Với lại mình nói ảnh mùa đông á, mình không muốn mà sang cái cho cây vô chậu nhỏ rồi ship, mình sẽ bị sốc cây các bạn. Mùa đông cái rễ nó không có hồi phục mau như mùa hè. Nên mấy cái tháng mùa đông này tránh làm phiền rễ càng nhiều càng tốt nha. Bây giờ thì mình không có đào cây bứng cây gì mùa này, tại vì rễ nó không phát triển được các bạn ơi, mà nó bị tổn thương quá nhiều á, rồi đụng cái mùa đông mà nó quá lạnh á thì nó bị thương, mà nó bị lạnh bị úng á rồi nó chết luôn các bạn. Bởi vậy mình tốt nhất là các bạn không nên mà bứng cây hả, là thay chậu về mùa này. Mình không có thay chậu mùa này. Xuống đất thì có thể ok, nếu mà đất tốt và có đủ che chắn cho nó bớt lạnh thì ok, nhưng mà tốt nhất là đợi mùa xuân ha. Mùa này mình giữ yên vị trí cây thôi, kiếm chỗ ấm áp để cho nó, nếu mà trồng trong chậu và không bón phân, không làm gì nhiều nó hết bạn ơi. Bón thêm mấy cái phân nhẹ như phân hữu cơ, phân trùng quế, đồ phân placo vi sinh đồ á thì nó ok. Còn mà tạt phân hóa học nhiều quá xuống giờ này thì nó nguy hiểm với cây của mình các bạn. Để mình cắt cái này ra luôn. Anh Son được có cái là ảnh khi mà ảnh ship cây á, cái khâu mà phát kịch là đóng gói của anh rất là cẩn thận các bạn, không có bị mà văng đồ ra đất đồ tùm lum hết. Đó, anh đóng gói là mình chịu liền các bạn. Thật ra ship cây này á rất là cực. Mình cũng phải thông cảm cho người shipping chút các bạn. Thì mình cũng có nhiều khách năn nỉ mua cây rồi thì mình cũng gán ship hồi đó, mà mình không có thích các bạn. Thà mình bán ở trong Cali mình hả, gần khu vực mình á, rẻ chút cũng được không sao, mà cái ship cái này mệt lắm các bạn ơi. Rồi cây đến rồi người ta không có happy nữa thì mình cũng nói chung là không được vui mấy, thì ai cũng vậy các bạn. Thì tùy thôi, thì mình thì mình cũng làm biến ship và mình tránh ship giờ này các bạn ơi. Mệt rồi. Họ không có thời gian mà đóng gói cây cái kiểu này. Không biết mà anh Son có đội ngũ đóng gói cây không hay sao mà chứ mình thấy là mình đầu hàng. Chắc mình tìm chỗ nào mình sẽ bỏ gác sao các bạn. Nó hơi dơ một chút, nhưng mà cái này mình trước hết mình mở cái mấy cái giấy này, mấy cái băng keo cho các bạn xem thì cái cây ổi rồi mình sẽ quay tổng thể cây ổi cho các bạn xem thế nào nha. Rồi mình sẽ thêm đất cho nó. Ảnh cũng lấy bớt một số đất trên bề mặt của cái cây á các bạn. Đó thì mình băng keo nhiều quá các bạn. Thấy không? Ảnh quấn nhiều quá. Đặng cho nếu mà cây nó bị sốc á, nó không có nhăn đất ra khỏi thùng các bạn, thì nó bị ảnh hưởng rễ. Mà kỹ quá thì mình gỡ cũng không, mình đuối luôn các bạn. Băng keo gì nhiều kinh khủng khiếp luôn á. Cái này là nội tiền băng keo với tiền bịch, tiền cây trống không mà cũng đủ. Rồi tiền gửi nữa. Chắc 275 đồng mới chắc bay hết 75 đồng kia vô tiền, mà tiền đóng gói luôn rồi. Cái này là cái gì đây? Rồi, lâu nó xuống được rồi. Quăng bên. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ quay tổng thể cây cho bạn xem nha. Để nó qua bên đây đi. Đây giờ mình quay tổng thể cây cho bạn xem nha. Thì cái này bạn thấy là anh cắt xuống cho bớt, tại vì nó cái đọt nó lên chắc nó dài, nó cao lắm nha. Thì cây là nó trong chậu giống như 10 galon á, hơn 10 galon các bạn. Nó kiểu cái chậu bên đó thì nó nhìn nó lạ, nó giống như nó hơn 10 galon á, mình không biết 12 thì không đúng, mà nhỏ hơn 15 một chút. Thì anh ship nguyên chậu luôn, anh chỉ lấy cái
cái phần đất ở trên phía bề mặt này thôi thì cũng tốt, thì mình sẽ bồi cho nó thêm phân trùng quế. Đây mình cũng đem ra sẵn rồi các bạn, và cho nó thêm một chút bone meal và thêm một lớp phân Happy Frog. Mình hết Fox Farm thì mình sẽ xài Happy Frog ở trên bề mặt cho nó giữ độ ẩm và cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. Thì cây có trái nè các bạn, ăn trái này nè, bạn thấy không, cái này là ổi hoàn toàn không hạt nha, nó gọi là guava Indonesian seedless guava hay là crystal Indonesian guava, ổi Indo không hạt, rất là dễ đậu trái và sai trái, các bạn thấy không, cái độ đậu trái của nó nè kinh khủng khiếp không. Đây nè, đây nè, cái trái ban đầu mà nó mới ra nó giống thái vuông các bạn ơi. Đây nè, các bạn thấy trái không, ôi trời ơi, trái thấy mê luôn trời. Mình vừa ý rồi nha, ôi trái nữa nè, mình nghiêng cái chậu các bạn xem nè, nghiêng qua đây coi trái này nữa các bạn ơi, trái ở dưới này nữa nè, quá trái luôn, cây này mười mấy trái luôn á. Đâu mình để mình ăn thử coi sao. Và do ảnh lấy đất bớt á, ship á, bị nghiêng nghiêng các bạn, nó bị nghiêng nghiêng chút mà cái cây, cái gốc nè, cái gốc lớn hơn ngón tay cái của mình nhiều, lớn nhiều. Ngón chân cái thì không bằng nhưng mà lớn hơn ngón tay cái nha, thì cũng đỡ ghiền các bạn biết sao. Cái này cần phải chống lên, sửa cái thế cho nó đẹp lại đó. Mình có cái cây này ảnh sẵn ship ra, cây này thì mình chỉ các bạn luôn, chọt xuống dưới đây đó, đừng có sợ bị động rễ gì nha, tại vì không sao, rễ nó sẽ hồi phục lại. Chọt thẳng xuống dưới dây này thì các bạn cột lại ha, cho nó ngay ngắn, chỉnh sửa cho nó ngay ngắn cho nó đẹp đẽ. Nhưng mà trước hết á, mình phải thêm phân cho nó các bạn. Ok các bạn, trước hết là mình thêm phân phân trùng quế cho nó nha. Trùng quế đây, Clear Earthworm Casting, thì xài nhiều quá mừng hết rồi, cái này mua hai bao mà xài gần hết rồi. Cho nó cái này không sợ trái rễ bên rễ gì đâu, cho càng nhiều càng có trùng nhiều các bạn. Cái này giống như là chất thải của trùng và trứng trùng đó, các bạn cho thì nó sẽ tạo trùng, cho nó bone meal luôn. Bone meal sẽ giúp nuôi trái, không có trái nó không có bị rụng các bạn. Đây bone meal à, nè một nắm luôn. Rồi mình cũng xài hết bone meal luôn rồi, mình xài bone meal mà hộp cục cục về luôn các bạn, cho nó rã từ từ, còn hộp mà nhuyễn quá tạt vô một cái nó rã hết mình không thích đó. Bone meal dỗ dỗ một chút, anh lấy đất ra cũng chút chút nên mình bây giờ mình bồi đất Fork Happy Frog vô, tương tự như Fork Farm thôi. Các bạn có Fork Farm các bạn bỏ Fork Farm, Happy Frog thì bỏ Happy Frog không sao. Và cái này bỏ ở trên bề mặt đó các bạn, nó không có bị phí à, nó không có bị phí. Thật ra cái Happy Frog này nè các bạn, cái thành phần kiss mod á, cũng giống như là chất mùn của nó đó, cái bạn dùng để chiết cây đâu á, nó nhiều hơn phân cá nữa, phân cá chất đạm nhiều nhưng mà cái này thì chất mùn nhiều nên mình thích hơn. Cái chất mùn của nó làm cho mau mọc rễ lắm các bạn, thì nó sẽ tạo rất là nhiều rễ con trên bề mặt chậu nha. Nên cái này chắc phải mắc đền anh Sam tiền bị đất quá trời, anh móc bao nhiều quá đi là mình phải bỏ lại rồi. Ok bạn, thì mình sẽ bỏ đất vào nó rồi mình sẽ cột lại ngay ngắn và tưới cho nó một lần cho bạn xem sao nha. Còn đây là Super Bokashi nè, hôm bữa mua của anh Dũng rồi các bạn. Mình thấy xài cho cây tốt các bạn, không sao thì mình chơi vô luôn, chơi nửa chén này thôi các bạn. Xài cái này nó cũng phí đạn lắm nha, nó tốt lắm á, nó có bone meal rồi luôn, với lại phân trùng quế rồi vỏ đậu nành xay nhuyễn rồi tùm lum hết các bạn, và có vi sinh đó, chơi xuống luôn. Cái cây này sẽ phát triển rất là mau lẹ cho các bạn xem. Trời á, mấy bữa nay mau tối các bạn, mới 4 giờ hơn mà nó tối thui, mà mình trộn lên cho nó xốp luôn. Rồi trộn đều lên nữa các bạn. Rồi bây giờ đủ thành phần này, nghe nó thơm quá trời, thơm cực kỳ là thơm. Rồi thêm đất nữa, thêm 4 chén đất giống vậy nữa là đủ rồi các bạn. Tại khi mà các bạn tưới nước á, đất nó nén xuống nữa thì nó làm cho nó bị đặc lại hơn, thì nó sụp thêm. Các bạn tính trừ hao ra khoảng phân nửa in nữa các bạn,
cho là 1 cm hơn đi nha, 1,5 cm hơn đi, phân phân nửa inch đó. Rồi vậy là đất của mình có đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây ổi này rồi, có vi sinh, rồi có bone meal, rồi có earthworm casting đồ rồi đó. Mình không có xài phân hạt nha các bạn. Phân hạt bây giờ mình cây nào mình ăn trái đồ mình hạn chế sử dụng, chỉ sử dụng khi mà cần thiết thôi, khi mà nó có hoa đồ thì mình xài phân hạt đó. Còn không cần thiết á, thì ai muốn nhanh gọn lẹ thì ngay lập tức liền á, thì không ngại phân vô cơ thì xài phân vô cơ, còn mình thì hạn chế lại thôi, mình hạn chế lại. Rồi xong rồi, vậy là khá khá rồi các bạn ơi. Giờ là mình tưới nước thôi. Quên, mình cột cho nó lại nữa, cột lại tưới nước ha. Rồi các bạn ơi, xong rồi, ngay ngắn rồi, cột ngay ngắn hết rồi, thấy không đó. Cột đừng siết quá các bạn, siết quá cây nó không phát triển được. Rồi thì bây giờ mình tưới vô cho nước cho nó thôi. Thật ra cái cây này đi chừng 1-2 ngày, hình như 1 ngày các bạn, nên nó vẫn tươi tỉnh, mình thường tưới lên lá luôn nha. Một hồi mình lấy EM mình xịt lên lá luôn cho các bạn xem, cái cây này nó sẽ tỉnh lại ngay lập tức liền. Mình sẽ xịt EM lên lá luôn. EM là microorganism á, là nó hấp thụ ngay lập tức liền. Còn nói gì sóc rễ thì nó đâu có sóc rễ đâu các bạn, đâu có thay chậu gì đâu. Ảnh xếp nguyên cái chậu mà, anh san xếp nguyên chậu mà, thì nó là vậy thôi. Anh chỉ lấy bớt đất trên bề mặt thôi, thì không có sóc rễ gì nha, rễ là hoàn toàn trong cái chậu. Cái chậu lớn 10 gallon, 12 gallon này nó nặng quá thì có thể tiền ship nó hơi cao cao đó các bạn. Thì nếu mà các bạn mua cây thường xuyên của anh Son thì mình nghĩ là các bạn có thể điều đình được đó nha. Thì điều đình giá cả là do các bạn nha, đừng có kêu mình là điều đình với anh San rồi kêu ảnh làm này làm nọ các bạn. Thì mình để số phone của anh ảnh trên màn hình á, các bạn thích cây thì order gọi ảnh thôi, và này, giá cả thì các bạn thương lượng với ảnh nha. Mấy cây mới về á, mình tưới cho nó đậm đà các bạn, tưới mà ọc ra luôn, tưới nước mà nó ọc ào 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 ra ở phía dưới luôn á là nó ok các bạn. Đừng có sợ cây bị ngập úng gì nha các bạn. Lần đầu mà tưới cho nó ọc ra luôn, kiểu như nó mắc mưa hay là bão lụt 1-2 ngày vậy, không sao đâu. Đó, mọi người thấy mình tưới không? Tại vì mình bỏ nhiều phân vi sinh đồ với bone meal đồ á, mình cho nó xuống, mình muốn nó xuống đều cây hết nha, mình tưới kiểu gì nè. Rồi bạn thấy không, tưới mà tới hồi mà giả mang như ngập trên thùng luôn nè, chưa xuống hết nữa, từ từ nó xuống hết bạn ơi. Nè bây giờ mình lấy EM nè, microorganism này nè, mình pha là nửa cái kháp này thôi, là khoảng muỗng cà phê ấy, vô cái bình này, cái bình này 1 lít đó các bạn. Rồi mình xịt lên lá cây luôn cho nó tỉnh lại ngay lập tức liền các bạn, cho lá nó tỉnh lại lại hồi phục liền, nhanh gọn lẹ. Đây bạn thấy không, bây giờ mình đổ nước cho bình này luôn, đó nó vàng vàng nè các bạn thấy không. Mình bỏ EM vô á, mình sẽ xịt lên lá, đổ đầy bình này, xịt lên lá luôn. Rồi xong rồi, bây giờ mình xịt gì thôi. Đó bạn thấy mình xịt không, à, cái bình này, cái bình pha EM với lại nước nước xài trong nhà thôi, xịt thôi. Nửa tiếng sau mình sẽ quay mình thấy, cho các bạn thấy cái lá này nó dựng đứng lên luôn. À mình xịt nửa bình nè, còn nửa bình mình đổ xuống dưới đây luôn. Đổ này nó tốt các bạn, nó sẽ làm cho mấy cái chất mà mình bón hồi nãy đó, mấy cái bokaji đồ, phân trùng quế, rồi phân bone meal đồ, với lại mấy chất dinh dưỡng khác á, cái mấy mineral á, khoáng chất khác, nó hấp thụ nhanh hơn, không sao hết. Cái này là rễ nó lấy được phút ngay lập tức liền nha. Cái lý do mà mình không tưới plago á là mình bỏ quá nhiều chất rồi, tưới mình super bokaji á là cũng giống như plago á mà nó tan chậm hơn, thì mình dùng
Super Bokaji với lại EM là đủ rồi. Đó, mình tưới cho nó đầy luôn. Chờ một chút nữa lá của nó sẽ dựng đứng lên các bạn xem. Đó, mà nói chung lại là cái cây này là rất là ưng ý các bạn. Dịch vụ shipping của anh Son đó là mình rất là vừa ý nha. Giá cả phải chăng so với cái shipping nha, thì giống chuẩn đúng giống. Tại vì ảnh bao giống, thí dụ mà có vấn đề gì á, mà mình trồng ra cây đó chụp hình lại có vấn đề gì mà sai giống á, thì ảnh sẽ giải quyết cho mình, thì mình không có lo ngại cái gì hết á. Thì mình order cây anh Son mình cảm thấy rất là tự tin. Đó, cũng cái kiểu mà khách hàng là thượng đế các bạn, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi nha. Đó, chờ chút nữa coi cho lá nó tỉnh dậy hết các bạn. Mình dùng những cái phần thành phần này á, là mình giúp cho nó không có mất sức, nó lấy lại sức ngay lập tức liền nha. Còn nếu các bạn không có mấy cái đồ mình xài á, EM hay là Super Bokaji hay Placo á, thì các bạn pha cái B1 các bạn tưới đẫm cũng được. Đây nè, cái B1 with Kales này rất là tốt các bạn, cũng không sao. Cái này mua ngoài chợ thì nó dễ dàng, thì tưới đẫm cho được. Tưới cái này thật ra tưới tốt chứ không phải là gì, nhưng mà nó hao tiền. Các bạn tưới cái này cho cây á, mỗi 2 tuần các bạn tưới, mỗi 2 tuần các bạn tưới rất là tốt, nhưng mà nó sẽ hao tiền các bạn. Cái này là vitamin thôi, nó có mấy chục loại vitamin trong đây lận. Với Kales này là Kales nó giúp cho cây phát triển rất là tốt, rễ phát triển khỏe nha. Đó, okay, các bạn tối thu tối hù rồi, nhưng mà mình vẫn quay cho các bạn xem nha. Sau chưa tới nửa tiếng nha, 20 phút nha, 20 phút later, tại tối tối quá mình sẽ không thấy đường. Lá của mấy em đứng sừng à, đứng lên hết, không có lá nào xìu hết các bạn ơi, đứng chựng lên luôn nè, thấy không, mà nó xè ra luôn, nó không có xìu xìu xuống nữa các bạn thấy không. Đó, nó hấp thụ ngay lập tức liền mấy cái phân vi sinh với lại mấy cái chất lỏng vi sinh mà mình xịt á, mình bỏ lên cây cho nó đó, đẹp lộng lẫy luôn. Đây bạn thấy không, cây đâu có giống như là mất sức do bị shipping một hai ngày đâu, đứng sừng lại luôn nè, quá lợi hại, xè to ra luôn. Wow, là là cái đâu bạn thấy không, cái này cái nếu mà các bạn ship á, thì cây á, một hai ngày trong thùng, cái này cái nhụy này nó sẽ giống như là bị mất luôn á các bạn, nó bị xìu xuống coi như là xong luôn á, là nó phải chờ ra nhụy mới á. Nhưng các bạn thấy mình xịt EM lên không, thậm chí cái nhụy này đứng lên rồi, đứng thẳng lên luôn các bạn, quá lợi hại. Rồi, sắp tới thì mình sẽ có một cây mới trong vườn mình, gọi là Crystal Indonesian Khoa Và. Có được 10 trái ăn ngay và liền luôn các bạn, không khe thái ruby nữa, có đủ rồi. Giờ Indonesian Crystal Khoa Và, thái vuông cũng có rồi, mình phải thử cái này, rất là ngon. Mình ăn một trái thử rồi, rất là ngon các bạn, độc lạ, ngon, hèn hiếm. Đây, kế bên là em Ruby Thái. Ruby Thái bông quá trời luôn. Đó, mình cũng bón phân vi sinh cho nó các bạn, Super Bokaji với lại EM cho nó đó, mà nó ra bông quá trời, ra đọt non. Không, sorry, cái cây này là cái cây ổi Ruby. Mình để gần quá. Đây, Ruby Thái nè, thấy nhìn sao kỳ kỳ, đọt non mùa đông mà em nó đọt non nhìn gớm hồn luôn, lộng lẫy luôn, hoa luôn. Ok các bạn, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ nha. Nếu thích video của mình cho mình một like, đăng ký kênh, chia sẻ các bạn. Ok, bye mọi người, hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong video tiếp theo nha. Bye.